kỷ 21, nhiều cơ hội nhưng cũng lắm thử thách, đòi hỏi sự thích nghi từ mọi bàn tay, khối óc người thanh niên Việt Nam. Đi lên để nắm lấy vận hội mới, đi lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sao không là bài ca của tình?